Chiều 30 tháng 9, tại buổi họp báo, Đại tá Lâm Thành Son, Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng bày tỏ vụ việc vừa xảy ra là sự việc đáng tiếc không ai muốn. Trong lúc nóng giận, các cán bộ chiến sĩ đã vi phạm quy định làm ảnh hưởng uy tín đến ngành công an. Tuy nhiên, thực hiện nghiêm quy định có sai sót phải xử lý, Công an tỉnh Sóc Trăng đã căn cứ theo thông tư 99 về xử lý vi phạm ứng xử đối với công an nhân dân và theo tình tiết tăng nặng giảm nhẹ mà áp dụng thi hành kỷ luật các cán bộ chiến sĩ theo đại tà son trong trường hợp này thành viên tổ công tác đã vi phạm quy tắc ứng xử nhưng ở mức độ nghiêm trọng đặc biệt nghiêm trọng gây bức xúc trong dư luận quân chúng nhân dân và truyền thông từ đó, ban giám đốc quyết định thi hành kỷ luật mức cao nhất đối với ba người có hành vi đánh em đề. Đó là tước danh hiệu công an nhân dân đối với đại úy Châu Minh Trung, trung úy Nguyễn Quang Thái và thượng úy Đoàn Tần Phong. Còn đối với người đi chung là đại úy Trần Minh Đời, dù không có hành động gì nhưng không can ngăn đồng đội giữ bình tĩnh để xảy ra sự việc cũng phải chịu trách nhiệm. Cán bộ này đáng ra phải giảm cấp hàm, nhưng theo quy định ai có công thì hưởng, ai có tội thì phạt. Đầu năm 2022, cán bộ này có bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh nên mức xử phạt là cảnh cáo, đại tá Son lý giải. Riêng đại úy Hứa Trường An, phó đội trưởng đội cảnh sát giao thông trật tự, tổ trưởng tổ tuần tra, là người điều khiển xe đi phía sau cũng bị kỷ luật cách chức vì là cán bộ lãnh đạo nhưng không quán xuyến được cấp dưới. Nói thêm về tình hình sức khỏe tinh thần của hai em bị đánh trong video, Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng cho hay, sáng ngày 30 tháng 9, đại diện thị ủy thị xã Vĩnh Châu cùng công an thị xã đã đến tiếp xúc với gia đình và yêu cầu người thân đưa hai em đến bệnh viện 121 ở thành phố Cần Thơ để kiểm tra sức khỏe. Gia đình thông báo với địa phương là hai em không có vấn đề gì, sức khỏe vẫn ổn định bình thường. Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng thông tin thêm chia sẻ thêm giám đốc công an tỉnh sóc trăng cho biết thời gian qua tình hình vi phạm trật tự an toàn giao thông có chiều hướng diễn biến phức tạp và lực lượng công an toàn tỉnh đã nỗ lực để tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm đại tá son mong rằng vụ việc đáng tiếc vừa qua sẽ chấm dứt tại đây